Bây giờ chúng ta sẽ ra quần thể. Có 3 đôi thì chúng ta sẽ chơi thì trò chuyện trò chuyện. Người đầu tiên chuyển lên bằng tay, thứ hai sẽ bằng kiểu tay. Không khó khăn đấy. Không khó mình thôi, cứ chúng ta hiểu. Ok, này từ tay, sau đó là tới cũng tay và tới là vai đúng không? Đấy là vai. Xong rồi di chuyển. Ai đi về nhanh nhất là thắng. Đúng không? Hả? Ý kiếm nhé. Để mình đã. Ý kiếm. Chế bay đi. Chế bay đi chắc là mình. Chứ chờ. Ý kiếm. Chờ, lũ đứng. Khăn thơ mình. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 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 Chuẩn bị.